Vạn sự cụ bị. Thất huyền môn trong giai đoạn này cũng đã xảy ra một đại sự rất quan trọng. Thần tượng của bọn tân đệ tử đó là Lệ Sư Huynh, cơ cảnh hơn người, đường trưởng phá tan âm mưu trộm lấy danh sách đệ tử xuống núi lịch lãm của hai gã gian tế mà Giã Lang Bang phái tới năm vùng, cùng vài tên đồng môn nhất cử bắt bọn chúng, lập được công lao không nhỏ. Sau đó vài ngày, Vương Môn Chủ trước mặt đông đảo đệ tử thụ phong Lệ Phi Vũ chức vị hộ pháp, khiến cho hắn chính thức tiến vào trung tầng của thất huyền môn, gây ra không ít xôn xao. Danh tiếng của Lệ Phi Vũ cũng trở nên ngày càng vang dội. Hàn Lâm đối với việc này thật không hay biết gì cả. Hắn đang phong bế bên trong một căn mộc ốc, tiến hành huấn luyện đặc biệt. Ngoài việc thỉnh thoảng đảo qua phòng bếp lấy chút thực vật, hắn mấy ngày nay không có cùng người khác tiếp xúc qua. Tự nhiên không biết bản tốt hiện nay phong quang vô hạn. Rồi hạ qua thu đến, thời gian như thoi đưa, cuối cùng cũng chỉ còn cách ngày ước định có một hôm. Trong rừng đầy bụi gai, dưới những nhánh cây đã trưởng thành đầy gai nhọn lợi hại, có một thân ảnh vô cùng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện. Vậy mà các gai nhọn cực kỳ nguy hiểm kia không cách nào sinh ra chút trở ngại đối với hắn. Hắn tựa như là làn khói xanh bình thường, từng bước từ trong lưới gai đường kết dày đặc quỷ mị hiện ra. Một hồi thì xuất hiện tại vùng lân cận, một hồi lại từ xa xa thoát ra. Cả quá trình lặng yên không tiếng động, phảng phất dường như không phải là thân thể thực sự mà là vô hình. Cuối cùng bóng nhân ảnh này hạ xuống một cành cây, đứng ở đầu ngọn cây nhìn thẳng ra xa, đích xác là Hàn Lập tu luyện có chút thành công. Lúc này quần áo trên người hắn sớm đã rách dưới tả tơi, da thịt thông qua đó cũng đều lộ ra, tóc tai thì bù xù rối bời, trên mặt đen đen trắng trắng, nhìn không ra chân diện mục, nhưng làm cho kẻ khác kinh ngạc nhất lại là cổ, bên hông, rồi cánh tay và bắp đùi, cổ chân, phân biệt dắt một cái chuông nhỏ bằng sắt, thiết linh rất là tinh xảo. Nhìn những thiết linh này, tưởng tượng lại di động như u linh của Hàn Lập ở trong rừng, không khó nhận ra rằng thân pháp vừa rồi yêu dị đến mức nào. Hắn vẫn không nhúc nhích, tiến về phía thần thủ cốc thì thầm lẩm bẩm. Thời gian qua thật là tốt, rốt cuộc lại ngày luyện tập cuối cùng đã luyện thành La Yên Bộ, có chút tiểu thêm điểm nắm chắc khi tự bảo vệ mình. Mặc dù không cách nào thấy rõ dáng vẻ trên mặt, nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng, chính là không hề kìm nén mà lộ ra. Trải qua nhiều tháng nghiên cứu, Hàn Lập đã nắm giữ được vài bí kỹ có uy lực không nhỏ. Hắn đối với những loại bí kỹ này có vài phần tự tin. Tin tưởng cho dù không thể đối kháng cùng Mạc Lão Phu, nhưng thân thủ cao thâm khó lường, nhưng có vài phần tín tâm để tự bảo vệ mình. Một trận gió nhẹ thổi tới, Hàn Lập cảm thấy trên người có chút lạnh giá. Hắn cúi đầu xuống, nhìn bộ quần áo với những lỗ thủng, suy nghĩ đến bộ dạng chính mình bây giờ, trong lòng không khỏi nhịn được có chút cười khổ. Hồi tưởng tình hình lúc luyện tập La Yên Bộ, hắn vẫn còn bảo lưu vài phần sợ hãi, còn rơi rớt lại trong gừng gai tu luyện thân pháp. Thật đúng là muốn tìm chết mà. Bởi vì lúc đầu thân pháp còn sơ sài, không thể tránh khỏi bị các cành cây đâm mạnh, rồi làm cho khắp người thâm tím, bị thương máu chảy ròng ròng. May mắn trong người có mang theo dưỡng tinh đan, nó chẳng những có khả năng trị nội thương, đối với ngoại thương cũng hiệu quả vô cùng. Sau khi ăn một viên, chẳng những lập tức cầm máu liền sẹo, đến ngày thứ hai thì ngay cả vết sẹo cũng có thể tiêu trừ, một tia dấu vết cũng không có. Để ý đến nó, Hàn Lập xách xách lấy làm kỳ lạ hồi lâu. Loại thuốc này mạnh hơn nhiều so với thuốc trị thương bình thường, chỉ là không biết tại sao lại gọi là dưỡng tinh đan. Theo ý hắn nên gọi là khứ ba, chỉ huyết hoặc gì gì đó xem ra thích hợp hơn. Nếu như vị cao nhân sáng chế ra dưỡng tinh đan biết ý nghĩ này của Hàn Lập, sợ rằng sẽ tức giận đến hộc máu. Hắn tỉ mỉ bế chế để trở thành thánh dược trị thương, dĩ nhiên không thể ở cùng một vị trí so với kim sang dược phổ thông mà lang trung giang hồ quê mùa chế ra, cao thâm có sự phân biệt, có thể nào không làm cho các vị cao nhân này nổi điên cơ chứ. Bất quá cũng chính bởi vì luyện tập trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Hàn Lập mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, trong thời gian ngắn ngủi làm cho La Yên Bổ có vài phần hỏa hầu, có thể lập tức sử dụng. Hơn nữa không có gì bất ngờ, mấy ngày trước Trường Xuân Công của Hàn Lập đã luyện đến tầng thứ 6. Đây là khẩu quyết cao nhất mà Mạc Đại Phu cấp cho hắn. Nếu không có hơn 10 bình linh dược phụ trợ,
hắn dù có xuất ra toàn bộ khí lực cũng không thể tại thời gian còn lại này mà luyện được. Sau mấy năm luyện tập, Hà Lập đối với Trường Xuân Công cũng thấu hiểu không ít. Cái cảm giác được công pháp này thì phi thường kỳ lạ. Bất luận là phương pháp tu luyện hay công hiệu so với võ công bình thường hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên Hàn Lập biết rõ rằng bộ công pháp này tu luyện thành công hay không, tốc độ tu hành nhanh chậm chủ yếu là nhìn người mà quyết định. Xem tu luyện giả tư chất ra sao, có hay không cùng với nó thích hợp. Giả dụ tư chất tốt tự nhiên, có thể thuận lợi tu hành không có trở ngại, phỏng chừng cho dù không có ngoại lực trợ giúp cũng có khả năng dựa vào sự khổ luyện đạt tới tầng cao nhất. Hơn nữa giả dụ tư chất không tốt, luyện tới một tầng nào đó không có linh dược hỗ trợ sẽ khó khăn bước tiến. Hà Lâm phỏng đoán rằng có khi cả đời cũng chỉ có thể đạt đến đó mà thôi, không tiến tới được nữa. Chính hắn cũng cùng một dạng như vậy. Ba tầng đầu tu luyện phi thường thuận lợi, đến tầng thứ tư đột nhiên vô cùng gian nan, không hề tiến bộ thêm. Nhưng nếu có linh đan diệu dược, như vậy cho dù không có khả năng cũng biến thành có khả năng, có thể đột phá hạn chế về mặt tư chất, đột phá tiến lên tầng khác. Bởi vậy mới biết dược lực đối với công pháp này có sự giúp đỡ lớn đến mức nào. Tuy nhiên đem linh dược làm linh thực, một ngày ăn 2 viên như hắn thì phỏng chừng khắp thiên hạ cũng không có mấy người. Cho nên theo lý thuyết tầng thứ 5 thứ 6 càng khó luyện thì hắn không uổng tí sức lực nào đã hoàn thành rồi, hoàn toàn không gặp lại sự khó khăn gian nan như ở tầng thứ 4. Mà tầng thứ 6 của Trường Xuân Công đã hoàn thành, ngoài việc Hàn Lập cảm giác được tinh lực càng thêm tràn đầy thì đầu óc càng thêm linh hoạt, tạm thời còn chưa có phát hiện diệu dụng khác. Nói cũng kỳ quái, từ khi tu luyện Trường Xuân Công đến nay, chỉ là tại tinh thần ý nghĩ rồi ngũ cảm, mỗi tầng đối với hắn đều tăng mạnh, nhưng tác dụng đối với thân thể thì rất ít, chỉ làm cho thân thể hắn cường kiện, cước bộ nhanh nhẹn. Nó hình thành một dòng chảy năng lượng mà Hàn Lập gọi nó là ngụy chân khí. Mặc dù cũng có khả năng giống như chân khí bình thường tại trong kinh mạch tứ vận hành, nhưng trừ việc làm cho xúc giác mình trở nên càng thêm minh mẫn, bén nhạy thì cũng không có hiệu quả gì thực dụng, không thể như chân khí uy lực kinh người. Mặt khác hắn luyện đến đó, cảm giác được phía sau tầng thứ 6 nhất định còn có khẩu quyết, có lẽ liệu dụng của nó đều tại mấy tầng tối hiệu này. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng vào quan hệ giữa hắn với Mạc Đại Phu thì công pháp mấy tầng sau muốn cũng đừng có mơ. Chấm dứt suy nghĩ miên man của chính mình, Hà Lập tung thân nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một chun tiếng động cũng không phát ra, sau đó hướng Tiểu Mộc Ốc đi đến. Ngày mai sẽ chạm mặt Mạc Đại Phu, trước thời điểm đó hắn muốn lợi dụng tất cả thiên phú của mình vạch ra trong đầu từng bước gặp mặt, cân nhắc cẩn thận những tình tiết nhỏ có thể phát sinh, đối với mỗi loại nguy hiểm đưa ra phương án ứng phó tốt nhất. Mặt trời ban ngày ở trên cao cao, cho dù đã chớm thu nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng như thiêu như đốt. Mạc Đại Phu trong phòng của mình có chút đứng ngồi không yên. Tuy hắn đối với thủ pháp ép buộc Hàn Lập rất có tự tin, nhưng cho tới bây giờ vẫn là có chút cân nhắc lợi hại. Đột nhiên một trận bước chân từ xa xa truyền tới, đang dần dần tới gần vỗ phòng này. Âm thanh tiếng bước chân nghe rất quen thuộc. Mạc Đại Phu mừng rỡ, vội vàng cất bước, chạy đến trước cửa, đưa tay đem ra cửa phòng rồi đẩy ra. Cách đó không xa, một bóng người đang chậm rãi đi tới, chính là mục tiêu mà Mạc Đại Phu chờ đợi, Hàn Lập. Nhìn đối phương tự mình từ từ đến gần, Mạc Đại Phu ngăn chặn hưng phấn trong lòng, trên mặt miễn cưỡng xuất ra vẻ tươi cười. Tốt lắm, người rất đúng hẹn. Chứng kiến người không có chủ ý chạy trốn, ta đây thật là cao hứng đấy. Người đúng là sáng suốt. Hiện vào nhà đi, chúng ta phải hào hào nói chuyện. Lúc này vẻ mặt của Mạc Đại Phu hiền lành, giống như trưởng bối láng giềng, trên mặt sáng lạn như một đóa hoa nở rộ. Người yên tâm, bên trong phòng không có che giấu cái gì, không phải là đầm rồng hang hổ đâu. Mạc Đại Phu chứng kiến ánh mắt Hàn Lập hướng ốc phòng có chút cảnh giác, vội vàng mở miệng giải thích một chút, rồi sử dụng tiểu thủ đoạn khích tướng. Ta nếu đã tới, sao có thể sợ mà không tiến vào ốc phòng của ngươi chứ? Hàn Lập hừ khinh một tiếng, rồi tựa hồ thật sự bị kích động, mở miệng nói. Sau đó hắn tiên phong cất bước đi tới. Mạc Đại Phu vội vàng cười hớn hở,
thân thể mau tránh ra, tạo thành một đường thông đạo vào nhà. Thấy Hàn Lập đi đến, hắn đã nghĩ tiện tay đem cửa đóng lại. Nhưng đột nhiên Hàn Lập không quay đầu lại nói: "Người nếu như dám đóng cửa, ta tin rằng người muốn giở thủ đoạn bị ổi bắt rùa trong giỏ, ta sẽ không cùng ngươi bàn bạc đâu." Mạc Đại Phu vừa nghe xong liền sửng sốt, chù trừ trong chốc lát, nhưng sau đó cũng rời cửa, lãnh đạm nói: "Ta đây thật tâm muốn cùng ngươi thương lượng sự tình, không phải gây bất lợi cho ngươi. Ngươi nói không đóng cửa, được thì sẽ không đóng." Lập tức Mạc Đại Phu như thường lệ tới nằm thẳng trên ghế thái sư. Hàn Lập cũng không khách khí, lôi tới một cái ghế đầu. Hắn nghênh nghênh ngang ngang ngồi xuống đối diện. Hai người đã nửa năm không gặp nhau, đánh giá đối phương lẫn nhau trong chốc lát. Hàn Lập thấy Mạc Đại Phu so với trước kia rõ ràng là già hơn rất nhiều, cùng với ông lão 70 tuổi hoàn toàn không có cái gì bất đồng. Trong lòng không nhịn được âm thầm tự nói: chẳng lẽ lời nói trước kia của đối phương là thật? Thật sự chỉ muốn mình giúp lão khôi phục tinh nguyên, không có chủ ý ma quỷ nào khác? Là tự mình tưởng tượng quá nhiều hay sao? Hàn Lập đảo mắt bốn phía một cái, trong giây lát đồng tử co rút lại một chút. Gã thần bí nam tử cao lớn kia vô thành vô tức đứng ở trong góc phòng, lặng yên không tiếng động, giống như một người chết. Nếu không phải cố tình để ý, khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn. Lúc này Mạc Đại Phu cũng đã quan sát xong Hàn Lập, phảng phất đối với trạng thái của hắn rất là hài lòng, ôn hòa mở miệng nói: chứng kiến cái bộ dạng ngươi bây giờ làm cho ta nhớ ra tình hình lúc ngươi mới tiến môn. Khi đó ngươi chỉ là một hài đồng hơn 10 tuổi, chỉ cao có như vậy. Hiện tại ngươi đều cao hơn, thật sự là năm tháng không có buông tha con người, thật sự là mọi người đều hiểu mà. Đối phương lại nói chuyện thân thiết như vậy, làm cho Hàn Lập có chút không hiểu. Chẳng biết dụng ý của lão, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Đối chính mình tự nhắc nhở, đối phương chính là một lão hồ ly, hắn ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, đừng có khinh suất, không thì rơi vào bẫy của lão. Mạc lão, người đích thị chiếu cố ta, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Nếu có cái gì sai phải, thỉnh lão cứ việc mở miệng phân phó. Hàn Lâm thần sắc trở nên hỏa hoãn, xưng hô lễ phép, mà tự hồ cũng biến trở thành một gã đồ đệ thông minh trước kia. Được. Có những lời này của ngươi, ta cũng không minh bạch đã bỏ nhiều tâm huyết tại trên người ngươi. Nào, tới đây, để ta xem ngươi đã tiến bộ Trường Xuân Công như thế nào rồi. Mạc Đại Phu dường như thực sự hóa thân thành vị sư phụ nhân từ, thân thể đứng lên đi tới, trực tiếp bắt mạch Hàn Lập. Lão hồ ly vẫn còn thật sự cậy ra, giá mặt thật dày. Hàn Lập trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng nghiêng người tránh thoát một trào của đối phương. Này Mạc lão, ngươi đừng có nóng vội, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi. Trường Xuân Công của ta đích xác đã luyện thành tầng thứ tư, mà bất quá người có phải hay không trước tiên đem giải dược khi trùng hoàn ban cho, để cho ta giải trừ sự lo âu, để sẽ an tâm cho ngươi xem công lực. Hàn Lập mỉm cười, dùng giọng điệu rất thành khẩn nói với đối phương: trời, là thật à? Ngươi coi xem đầu óc của ta, người biến già, trí nhớ cũng không tốt. Ta vốn định đưa giải dược cho ngươi khi ngươi vừa vào trong phòng. Mạc Đại Phu đột nhiên nhận ra, dường như vừa mới tự mình nhớ ra. Lão từ trong tay áo của mình lục lọi rồi xuất ra một cái bình bạc, từ trong dốc ra đan dược màu đen ném tới Hàn Lập. Hàn Lập làm bộ dáng như đang luống cuống tay chân, khó khăn khăn mới tiếp cận được đan dược, đem đến dưới mũi người, một mùi cay nồng bốc lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Đại Phu một chút, đối phương cũng đang nhìn hắn cười gượng gạo. Hắn thoáng do dự, có chút hoài nghi sự thật giả của dược hoàn này. Nhưng không ăn lại không được, bởi vì thi trùng hoàn sắp đến ngày phát tác. Giả sử không ăn, có lẽ mạng mình thật sự muốn đi đời. Hắn từ vị trí đối phương nghĩ rằng mình hoàn toàn vẫn còn có chỗ hữu dụng, lẽ tất nhiên không phải là giải dược giả rồi. Liền thần sắc ngưng động đem dược hoàn nuốt xuống, sau đó tĩnh lặng đợi chờ dược lực phát tác. Mạc Đại Phu lúc này trái lại không vội đứng lên, lại từ từ nằm xuống chỗ cũ, luyên thuyên cùng hắn nói chuyện phiếm, tựa hồ quên mục đích cuối cùng tìm Hàn Lập tới. Không bao lâu Hàn Lập cảm thấy trong bao tử có một sát na đau đớn,
nhưng lập tức trôi qua. Hắn vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện thi trùng hoàn đã biến mất, một điểm cũng không còn. Trong lòng không nhìn được mừng rỡ, trên mặt cũng lộ ra một tia dấu vết. Biến hóa này tự nhiên không thể tránh được sự chú ý của Mạc Đại Phu đang đối diện với hắn. Lão đang khi chờ Hàn Lập kiểm tra dược tính giải dược, hướng Hàn Lập cười hớn hở mà nói: "Này Hàn Lập, nói rằng ta cho ngươi phục dùng thi trùng hoàn cũng là cái sự bất đắc dĩ thôi. Nếu không có nó ở đằng sau đốc thúc, sợ ngươi cũng không phải dễ dàng mà luyện thành tầng thứ tư." "Vậy thì đa tạ ý tốt của Mạc lão. Bất quá loại mỹ nữ này thì lần sau không cần dùng trên người của tại hạ." Hàn Lập giải trừ một cái hỏa tâm phúc, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, thoáng một chút tin tưởng thành ý của lão, cũng không đối với điều dối trá kia châm trích. "Bây giờ có thể cho lão phu xem mạch của ngươi chưa?" Mạc Đại Phu vẫn còn nói thành tâm câu này, làm cho Hàn Lập khó mở miệng. Ai biết đối phương có hay không nhân cơ hội này để chế ngự chính mình. Hàn Lập từ cúi đầu tự cân nhắc, xem ra không cho đối phương kiểm tra công lực của chính mình thì thật là không được rồi. Đối phương không chút do dự đem giải dược thi trùng hoàn cho hắn, đã hướng hắn biểu lõ sự chút thành ý này. Nếu như mình lại từ chối, ngược lại sẽ làm cho đối phương tự dưng nổi lên sự nghi ngờ, tưởng rằng trên thực tế mình không có luyện thành thần tứ thư của Trường Xuân Công, mà chỉ dùng để nói dối lão. Cứ như vậy sự tình sẽ phát triển theo hướng bất hảo, nói không chừng sẽ xuất phát sóng gió gì đó ngoài ý muốn. Thêm nữa chính mình đã đoán trước được bước này, trước tiên phải có chút chuẩn bị. Cho dù đối phương khi bắt mạch lập tức trở mặt, tự mình nhất định cũng có kế sách để thoát thân. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thẳng song nhãn Mạc Đại Phu, chậm rãi mở miệng nói: "Mạc lão, xem ngươi sảng khoái cấp giải dược, ta cuối cùng tín nhiệm ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Nói xong, hắn đưa cổ tay phải của mình ra, cẩn thận chú ý phản ứng của đối phương. Vạn nhân có cái gì không đúng, hắn sẽ lập tức rút lại. Đáng tiếc Mạc Đại Phu vẫn duy trì khuôn mặt với nụ cười giả vờ, căn bản nhìn không ra biến hóa gì. Chỉ là sau khi nghe được hắn nói câu đồng ý, lông mi thoáng chớp động giật mình, nhưng lập tức khôi phục nguyên dạng. Xem ra đối với câu trả lời của Hàn Lập, sớm đã tin chắc chắn. Lão cũng không nói thêm điều gì, vươn tay trái khô héo nhẹ nhàng đưa lên cổ tay của Hàn Lập, rồi nụ cười dần dần thu liếm, trở nên trang trọng nghiêm nghị, tựa hồ đang làm một việc vô cùng thần thánh. Hàn Lập âm thầm khiến cho công lực của mình duy trì ở tầng thứ tư. Nhìn thấy vẻ mặt loại này của Mạc Đại Phu, trong lòng có chút tự nhủ, sự cảnh giác lập tức nâng đến mức cao nhất. Tay trái lặng lẽ dừng lại bên hông, nơi đó có đeo một đoạn kiếm đã được đặt làm theo yêu cầu. Từ từ trên mặt của Mạc Đại Phu hiện ra tinh thần mà vui mừng lẫn sợ hãi. Lão nhận thấy được trong kinh mạch Hàn Lập có năng lượng kỳ dị chảy liên tục, rồi cường độ của nó vượt quá yêu cầu thấp nhất của lão, thậm chí khiến cho lão, một con người khôn ngoan sắc sảo, tâm cơ thâm trầm, thấy đại sự mưu tính đã lâu này rốt cuộc có chút hy vọng thành công, trên mặt cũng không ngừng được một lần nữa nở hoa. Chỉ bất quá vừa rồi là miễn cưỡng giả cười, bây giờ là sắc cười vui vẻ từ trong thâm biểu lộ ra ngoài. "Thật là tốt quá, thật đúng là Trường Xuân Công tầng thứ tư." "Thật sự tốt quá rồi." Mạc Đại Phu không chút nào che giấu, trước mặt Hàn Lập cất đến tiếng cười mà rộ lên sung sướng. Tiếng cười rung động khắp phòng, ông ta vang lên, nhưng tay lão Thủy Chung chưa có buông cổ tay của Hàn Lập ra, vẫn cầm lấy không tha. "Này Mạc lão, người làm cái gì vậy? Có phải hay không nên buông tay?" Hàn Lập sắc mặt trở nên u ám, hắn đã biết chuyện không ổn, muốn dùng sức rút tay phải của mình, lại bị đối phương nắm chặt lấy, ngăn cản và căn bản không thể động đậy nổi. "Buông tay ấy à? Tốt, ta buông." Mạc Đại Phu lúc này tiếng cười đã đứt, thay đổi vẻ mặt dữ tợn. Lão trong giây lát thét lớn một tiếng: "Thắt!" Hàn Lập cảm giác hai tay oanh lên một cái, hai mắt biến thành màu đen, thiên hôn địa ám, thân thể mất đi cân bằng, sau đó không thể chống cự, đường trường bị kiệt sức, tay trái đặt ở chuôi kiếm cũng thoát lực buông xuống. "Hỏng rồi." Thân thể Hàn Lập mặc dù không nghe sai chữ, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, biết mình có chút sơ suất, dĩ nhiên bị đối phương đoạt lấy tiên cơ, hạ độc thủ rồi.
trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bó tay chờ chết. Tiểu thư, người vẫn còn non nớt lắm, hiện tại mấy trò của người cũng không cách nào xuất ra được nữa đâu. Mạc đại phu thấy sự việc như mình tính, nhất cử đắc thủ, không nhìn được có vài phần đắc ý. Người đến đây đi. Mạc đại phu tay trái dụng lực lôi kéo, đem Hàn Lập từ trên mặt đất trực tiếp tới bên chân lão. Tiếp theo thân thể cúi xuống, vươn ngón trỏ tay phải điểm thẳng tới ma huyệt trước ngực của Hàn Lập. Rồi phanh một tiếng, ngón tay của Mạc đại phu phảng phất như đâm tới trên thiết bàn, phát ra âm thanh trầm đục. Nửa đoạn ngón tay trước bị bắn ngược trở lại, mơ hồ đau đớn, điểm huyệt tự nhiên cũng không thành công. Chuyện gì xảy ra đây? Mạc đại phu bị chuyện ngoài ý muốn làm cho sừng sốt, trong lòng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ dưới quần áo hắn còn mặc thêm một tầng thiết giáp? Lão không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Ánh mắt của Mạc đại phu không tự chủ được liếc mắt qua quần áo của Hàn Lập một lần. Nhưng trong bộ dáng đơn bạc này, thật sự không giống bên trong có áo giáp. Điều này làm cho lão có chút hồ đồ. Trong sát na Mạc đại phu sơ ý này, Hàn Lập lại khôi phục khống chế đối với thân thể. Năng lực phục hồi như cũ của hắn so với Mạc đại phu dự tính mạnh hơn nhiều lắm. Hàn Lập đã tu luyện đến tầng thứ 6 của Trường Xuân Công, hiển nhiên không có lãng phí công sức hắn tu luyện. Năng lực khôi phục dị thường, vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Đây cũng là việc mà Hàn Lập chính mình cũng không có nghĩ đến. Lúc này Mạc đại phu quyết đoán bỏ đi ý nghĩ nghi vấn, muốn thay đổi loại thủ đoạn chế ngự Hàn Lập. Lại đột nhiên cảm giác rõ ràng nguyên bản cổ tay bị nắm chặt, nhất thời trở nên mềm dẻo, linh hoạt vô cùng, căn bản không cách nào nắm lại được chắc chắn. Dưới tình huống kinh ngạc, lão lại dùng một chút sức lực cơ bắp cánh tay, nhưng xíu đích một cái, tay đối phương giống như cá trạch từ trong ngón tay lão huyền chuyển tuột ra. Cái này làm cho Mạc đại phu có chút ngạc nhiên. Hàn Lập mặc kệ đối phương kinh ngạc như thế nào, hắn xuất kỳ bất ý lăn tròn một cái, từ bên người đối phương lanh lẹ lăn đến góc phòng. Đợi khi rời xa Mạc đại phu mới dám từ từ đứng dậy. Mặt Hàn Lập lúc này không chút biểu tình, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc đại phu. Hắn không nói lời thừa, mặc dù không biết nguyên nhân đối phương muốn bắt mình, nhưng tuyệt đối không có hảo tâm, điều đó là chắc chắn. Xem ra theo như lời đối phương trước kia nói cái gì, nào là dựa vào Trường Xuân Công của mình để kích thích bí huyệt, cũng là lời nói dối trắng trợn, căn bản không thể tin. Vì chính mình, cũng vì an nguy của thân nhân trong gia đình mình, tay trái Hàn Lập từ bên hông chậm rãi rút đoạn kiếm ra. Thanh kiếm này chỉ dài có một thước, thanh quang loè loè, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm giác được nó sắc bén vô cùng. Đúng là một thanh lợi kiếm hạng nhất. Hôm nay không phải là ngươi chết thì ta mất mạng. Chúng ta hai người chỉ có thể còn sống một người đi ra khỏi gian phòng này. Lời nói của Hàn Lập lạnh như băng, lần đầu trước mặt Mạc đại phu lộ ra nanh vuốt. Mạc đại phu thoáng có chút kinh ngạc, nhìn về phía dưới bàn tay trái của mình. Sau đó mới chuyển hướng ánh mắt hướng Hàn Lập, mở miệng nói với giọng khinh miệt. Có ý tứ đấy, xem ra một năm nay người cũng không có nhàn rỗi, dĩ nhiên cũng có thể luyện ra một loại công phu cổ quái như vậy. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng bằng vào ba miếng võ mèo cào của ngươi thì có thể là đối thủ của ta. Xem ra cũng tốt thôi, đã một thời gian rồi ta chưa động thủ. Hôm nay tự mình ra tay hoạt động giãn gân cốt cũng không thể, ta cho ngươi ra tay trước đấy. Hà Lập không để ý tới đối phương dùng ngôn ngữ đả kích mình, hắn quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ. Tay trái của Hàn Lập cầm đoàn kiếm giơ ngang mặt làm cho đối phương chú ý, đồng thời tay phải cho vào miệng túi trắng nhỏ mà treo ở bên hông, thọc tay vào trong vốc một vốc bột trắng. Sau đó hắn phất tay ra, một màn bụi trắng xuất hiện che khuất hoàn toàn Hàn Lập khỏi tầm nhìn của Mạc đại phu. Hơn nữa rất nhanh sau đó, làn khói trắng này lan ra khắp căn phòng, khiến cho cả căn phòng mù mịt bụi trắng. Ngay cả đưa tay ra cũng không thể nhìn rõ được năm đầu ngón tay. Thân ảnh Hàn Lập dần dần biến mất sau lớp bụi trắng. Mạc đại phu cau mày, đối với nhất cử nhất động này của Hàn Lập có chút ngoài ý liệu. Bất quá nội tâm lão cũng không có gì biến đổi. Với kinh nghiệm của lão, để đối phó với loại thủ đoạn này có nhiều biện pháp. Lão chỉ sợ trong làn vụ khói này đã bị đối phương động thủ cước mà thôi. Lão chỉ cần ngưng hô hấp, với công lực tâm hậu của lão, trong thời gian 3 năm khắc
không cần hít thở, hẳn là không vấn đề gì cả. Chốn tài mọn mà cũng dám ở trước mặt ta hí lộng à? Mạc Đại Phu hừ lạnh một tiếng, tay phải đánh vào làn sương khói phía trước, một trường phách không. Làn sương trắng trước mặt như bị một cây gậy lớn khuấy động, lập tức tản ra rồi hiện lộ ra một khoảng trống. Không nhìn thấy thân ảnh của Hàn Lập, Mạc Đại Phu cũng không có dừng tay, mà liên tiếp đồng thời cả hai tay đều phát ra phách không trường đánh ra bốn hướng xung quanh. Chỉ một lúc sau, hàn khói biến mất, mà không gian gian phòng khôi phục lại như lúc đầu, nhưng bóng dáng Hàn Lập thì không còn thấy đâu cả. Kỳ quái, tên tiểu tử này cũng có vài phần tà môn, cánh nhiên ngay tại trước mặt mình mà dám biến mất. Mạc Đại Phu có chút kinh hãi, nhưng lão không hốt hoảng. Cần phải biết rằng lão ngay từ đầu đã đứng thủ hộ gần cửa ra vào, ngay cả một con trùng nhỏ bay ra hay bay vào cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của lão. Lão cẩn thận nhìn ngó khắp phòng, xung quanh bốn vách đều có giá sách, một cái bàn viết, rồi một cái ghế thái sư, hết thảy đều bình thường. Nhưng tên Hàn Lập này thế nào lại biến mất trong không gian nhỏ hẹp như vậy? Mạc Đại Phu thần sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút nghi hoặc. Nhưng lão vốn gan to, hò khan một tiếng, liền đi tới chỗ Hàn Lập biến mất, cẩn thận nhìn ngó, xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Khi lão chỉ còn cách chỗ Hàn Lập đứng chừng một trượng, thân lão liền dừng lại, mở to hai mắt. Lão cảm giác thấy có một tia sát khí mỏng manh, liền chậm rãi di động vùng lân cận, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị xuất thủ. Trong mắt Mạc Đại Phu, tinh quang lóe lên, cẩn thận nhìn khắp xung quanh, nhưng không phát hiện ra được cái gì khác thường. Trong lòng lão bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Bốn phía xung quanh không có bóng người, lẽ nào trên trời xuống đất cũng không tìm ra? Trên trời xuống đất, một ý nghĩa chợt xuất hiện trong đầu lão, cảm giác như tìm ra được manh mối gì. Chính khi lão đang suy nghĩ muốn tìm ra vấn đề, thì đột nhiên từ trên đầu lão thanh âm đinh đàng vang lên. Không tốt! Mạc Đại Phu đột nhiên hiểu ra. Đến lúc này lão mới biết đối phương ẩn nấp dưới mái nhà. Lão cố ngẩng đầu lên, hô lên một tiếng. Cánh tay lão đánh ngược lên trên một trường phách không, với hy vọng đem kẻ ẩn nấp trên đầu mình một trường ngất luôn. Rồi oanh lên, thanh âm theo sát trường kình đánh ra chuyển tới, đồng thời phảng phất có cả tiếng đinh đan. Mạc Đại Phu có chút buồn bực, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ trần nhà. Rồi lão ngẩn người ra, chỉ thấy trên đầu trống không, đến một cái quỷ ảnh cũng không có. Trên đó chỉ có một cái chuông sắt nhỏ treo ở đó, bị trưởng phong của lão đánh vào, đang lung lay không ngừng. Vậy ra tiếng chuông đinh đang phát ra từ đó, chứ trên đó làm gì có bóng dáng của Hàn Lập đâu. Chính vào cái lúc Mạc Đại Phu đang ngẩng đầu lên, thì một luồng hàn quang hiện ra với khí thế không gì ngăn cản nổi. Từ phía dưới xuất ra, nhanh chóng hướng vào bụng Mạc lão tấn công tới, tốc độ cực nhanh, dùng tốc độ của ánh sáng để đem ra so sánh cũng không có gì là nói quá. Cho đến khi quang mang sắp chạm đến Y Sam, Mạc Đại Phu mới phát giác. Mạc Đại Phu đại kinh thất sắc, trong lòng lão hoảng sợ, rồi đột nhiên lão nghĩ ra, sử dụng thế thiết bản kiều. Cả thân thể bỗng giống như không có xương, hướng ngược về phía sau ngã ra, rồi gian nan tránh được một chiêu kiếm, làm cho đường kiếm của Hàn Lập chỉ lướt qua ra bụng lão mà thôi. Rồi bộ sam y trước bụng lão khoét thành một mảnh lớn. Chiêu kiếm này có thiếu chút nữa là có thể làm cho lão thùng bụng rồi. Rồi một kiếm vừa qua, nhưng Mạc Đại Phu không dám coi thường. Bàn chân giẫm mạnh xuống đất, thân lão không động mà cả người lao ngược về phía sau mấy trượng. Đến lúc này lão mới đứng thẳng người, vừa kinh vừa giận, vừa nhìn về phía kiếm quang xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đất chỗ lão vừa đứng, một thân hình từ từ đứng lên, càng lúc càng cao lớn, cuối cùng biến thành một hình người hoàn chỉnh. Đó chính là Hàn Lập. Vừa rồi đã thi triển Nhuyễn Cốt Công, Liếm Tức Công cùng Ngụy Nặc Thuật kết hợp. Hàn Lập vào lúc này, trên thân hắn là một bộ quần áo màu đất, tay trái cầm thanh đoản kiếm, trong mắt lộ ra thần sắc ảo não. Xem ra một kiếm vừa rồi thất thủ, Hàn Lập trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc. Khuôn mặt già lão của Mạc Đạo Phu lúc này có chút xanh lét. Vừa rồi lão bị một kiếm chiêu hiểm hóc làm cho trong lòng run rẩy không thôi, rồi vội tránh ra xa. Lão không phải là kẻ mới gia nhập giang hồ, gặp nguy hiểm là sợ hãi. Nhưng mà với khoảng cách gần với tử thần như lần này, trong nửa đời tung hoành giang hồ của lão cũng chưa lần nào khiến lão khiếp sợ như thế. Mà kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho lão lại là Hàn Lập,
kẻ mà lão vốn rất coi thường. Lão hít sâu một hơi, ánh mắt rốt cuộc khôi phục lại sự bình tĩnh, thành âm khổ khốc nói: xem ra ta đã coi nhẹ ngươi rồi, đồ đệ thân ái của ta. Thủ đoạn của ngươi vừa rồi tốt lắm, đáng cho ta nghiêm túc. Sau khi nói một câu thị uy, Mạc Đại Phu chậm rãi giơ hai tay lên, đưa ra trước mặt, chăm chú nhìn vào hai tay của mình, một lời không nói. Trông lão lúc này giống như đang ngắm nhìn tình nhân, tựa hồ như đã quên mất mình đang đối phó với Hàn Lập. Hàn Lập hai lông mày nhăn lại, cười lại một cái. Tay hắn nắm chặt lấy đoản kiếm, nhấc trận lên, rồi dậm rãi hướng Mạc Đại Phu tiến tới. Mà ngân thủ! Ba chữ này từ trong miệng của Mạc Đại Phu chậm rãi thốt ra, thanh âm trầm thấp, phảng phất xa xa như từ trên trời truyền đến, mang theo ma lực không thể nghi, mà làm cho Hàn Lập cũng không khỏi nhịn được sợ run lên, cước bộ đang hướng về phía trước lên dừng lại. Theo như lời vừa dứt, trên người Mạc Đại Phu đột nhiên bạo phát ra một cỗ sát khí trùng thiên. Khí thế này giống như cuồng phong sậu vũ, càng thổi càng lớn, hơn nữa hướng bốn phía không ngừng khuếch tán, tràn ngập cả căn tiểu ốc. Mà Hàn Lập đang tiến tới, bất thình lình bị khí thế cuồng bạo táp lên trên mặt, bị bức bách đảo lui liên tiếp vài bước mới có thể ổn định thân hình đứng vững được. Hàn Lập sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng một trận hoảng sợ, biết đối phương đã xuất ra tuyệt chiêu chân chính đối phó với chính mình. Xem ra một kiếm vừa rồi làm cho lão kích thích không ít. Tiểu tử, có thể kiến thức tuyệt kỹ thành danh ma ngân thủ của lão, coi như người may mắn đấy. Thanh âm của ngạo của Mạc Đại Phu điếc tai nhức óc, tại tai bên của Hàn Lập vang lên ong ong. Nhưng may mắn không có ẩn chứa nội lực, cho nên ảnh hưởng không lớn. Xem ra đối phương không thèm dùng thủ pháp đã thất bại để đối phó với hắn thêm lần nữa. Điều này làm cho hắn an tâm không ít. Hai lần liên tiếp nghe được Mạc Đại Phu ngạo nghễ nói tới cái tên mà ngân thủ, làm cho Hàn Lập cũng không khỏi kích thích, nhìn về phía hai tay của đối phương. Vừa nhìn ra đã làm cho Hàn Lập trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, môi lúc đầu mím chặt này không nhịn được hoáng hé ra. Chỉ thấy từ khuỷu tay của Mạc Đại Phu đi lên, lúc đầu là cánh tay khô gầy, đột nhiên giống như bị bơm khí vào, bỗng bành trướng lên. So với độ lớn của ống bàn tay ban đầu thì lớn hơn rất nhiều, càng làm cho kẻ khác giật mình, chính là da tay nguyên bổn màu vàng giờ phút này biến thành màu trắng bạc. Dưới ánh dương quang chiếu rọi, phản xạ sự sáng bóng của kim trúc lạnh như băng, tựa hồ chắc chắn không gì là có thể bẻ gãy được, giống như luyện từ bạc chân thật vậy. Đây là thực lực chân chính của Mạc Đại Phu. Nhìn đến đây, Hàn Lập trầm xuống, tay cầm chuôi kiếm tịnh không tự kìm hãm được, xuất ra không ít mồ hôi lạnh, làm cho lòng bàn tay trở nên vô cùng ướt át. Dù sao kinh nghiệm giao thủ của người đối với hắn quá ít, chỉ dựa vào khí thế đại biến cùng hai tay tà dị của đối phương, hắn tự cảm giác được tựa hồ đến hít thở cũng trầm trọng đi không ít. Bất quá trên mặt Hàn Lập khôi phục lại bộ dáng dường như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt hắn bình tĩnh, không có lộ ra chút sợ hãi nào, tựa hồ đối với vẻ mặt ngạo nghễ của Mạc Đại Phu không có thấy. Mạc Đại Phu có chút khó chịu, lão mặc dù đối với Hàn Lập có sự trọng thị, nhưng vẫn còn nghĩ rằng xuất ra tuyệt kỹ độc nhất vô nhị này đối với thiếu niên mười mấy tuổi thật sự có chút đại bại tiểu dụng, cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà. Bởi vậy lão càng hy vọng có thể chứng kiến bộ dáng Hàn Lập sợ vỡ mật, tay chân thất thố khi lão dạo oai. Người có biết hay không, cái loại ánh mắt này của ngươi làm cho ta chán ghét. Một tiểu mao hài miệng còn hơi sữa, hết lần này đến lần khác, cả ngày làm bộ như đã có kế hoạch chắc chắn, bộ dáng như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Mạc Đại Phu lãnh lệ nói, không chút nào che giấu sự ghét cay ghét đắng đối với Hàn Lập. Thực sao? Có thể làm cho Mạc lão cảm thấy ghét bỏ, đó cũng là vinh hạnh của ta. Ta muốn về sau đem ưu điểm này tiếp tục phát dương quang đại. Hàn Lập cũng không hề trầm mặc không nói, mà dùng lời nói nhạo báng phản kích, hy vọng có thể từ trong lời nói làm cho đối phương lộ ra chút sơ hở. Hiển nhiên rằng cái ý đồ này của Hàn Lập không thể có thực hiện được. Mạc Đại Phu không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa, mà hai tay phanh một cái, đối kích một trường, thanh âm ồn ào phát ra do kim trúc mà sát, làm cho tâm thần con người không cách nào yên bình. Sau đó thân hình lão thoáng một cái, người đã ở giữa không trung, huy động cự trường màu bạc, cả người hóa thành một cỗ cuồng phong, với thế thái sơn áp đỉnh hướng Hàn Lập đánh tới. Xem ra lão không định lãng phí thời gian nữa, mà muốn ỉ vào thần công bằng một cú đánh đem Hàn Lập bắt giữ.
Hà Lâm thần sắc cũng trở nên ngưng động, tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn thế đánh của tới của đối phương. Mắt thấy đối phương đánh tới đỉnh đầu hắn, mới đem đoạn kiếm giơ lên đâm vào vị trí đối phương tất phải cứu nguy yết hầu. Mạc Đại Phu thấy Hàn Lập ngạo mạn như thế, không thu hồi thế công cường ngạnh của mình, trong lòng cũng không khỏi nhịn được vui vẻ, cười hiểm độc: "Ngươi đi tìm chết đi." Sau đó phân ra một tay không bắt lấy đoạn kiếm của Hàn Lập, tay kia nhắm vào vị trí vai của Hàn Lập, lãnh liệt bổ xuống. Bận quá một trường của Mạc Đại Phu hướng Hàn Lập, thoạt nhìn khí thế hùng hổ, kỳ thật lại chỉ dùng nửa thành công lực. So sánh với lời nói tàn nhẫn từ trong miệng lão, phát ra một điểm cũng không tương xứng. Ngược lại sợ làm trọng thương Hàn Lập, không biết trong đó có ảo diệu gì. Hàn Lập tự nhiên không biết hư thật trong đó, nhưng chính là nếu biết chân tướng, hắn cũng không dám dùng thân thể huyết nhục chính mình để đi kiểm tra độ cứng rắn của bàn tay đối phương. Chỉ thấy cổ tay cầm kiếm của hắn nhẹ nhàng rung lên, đoạn kiếm trong tay đột nhiên quay ngang, bề ngoài biến đổi thành một hình tròn bạc cỡ bằng bánh xe, bảo vệ nửa người của hắn. Khóe miệng Mạc Đại Phu lộ ra vẻ trào phúng, nhưng hai bàn tay cứ thế không thay đổi, lần lượt mạnh mẽ nhập vào trong kiếm quang, trong đầu không có một chút ý niệm tránh né. Rồi đang một thanh âm thanh thúy vang lên, đoạn kiếm của Hàn Lập chém lên cự trường màu bạc, chớp lóe lên vài tia lửa, chẳng những không làm tổn thương da tóc đối phương mà còn bị phản chấn. Mạc Đại Phu nhân cơ hội này đem bàn tay lật lại, trong lúc mũi kiếm không kịp lùi về, vươn một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hàn Lập cảm giác được khổ khẩu nóng gian, vật trong tay xiêu đích một tiếng bay xéo ra ngoài, cũng không có một chút ý nghĩ lưu luyến, cắm thật sâu trên vách tường. Ngay sau đó, cánh tay ngân thủ khác cũng đột nhiên đổi trưởng thành trào, chụp vào xương tỳ bà của Hàn Lập, muốn phong bế hành động và bắt sống hắn. Mắt thấy tình huống nhanh chóng thay đổi, hãm sâu trong hiểm cảnh, nhưng Hàn Lập vẫn không lộ ra ý bối rối. Đầu vai hắn khẽ nhoáng lên một cái, cả người trở nên mơ hồ một chút, rồi ánh mắt của Mạc Đại Phu huyễn hóa thành một làn khói nhẹ hướng phía trước vọt qua. Mạc Đại Phu nhìn thấy loại thân pháp quỷ mị này cũng giật mình không nhỏ, nhưng lão nương theo thế hạ xuống, đem hai tay hóa thành một màn chắc rồi dày đặc bao phủ tất cả làn khói nhẹ trong đó, không có một tia ý tứ buông tha cho Hàn Lập. Nhưng làn bụi mù này thật sự tà môn vô cùng, nó thoáng một chút hướng đi khắp bốn phía, góc độ quỷ dị khó có thể tưởng tượng được. Từ dưới màn chắn bạc sống sờ sờ thoát ra ngoài, sau đó nhanh chóng chuyển hướng chạy tới góc phòng bên trái của Mạc Đại Phu, mới ngừng lại và cũng từ từ trở nên rõ ràng, lộ ra diện mục của Hàn Lập. Mạc Đại Phu nhẹ nhàng hạ xuống vị trí ban đầu của Hàn Lập, không chút dừng lại, tựa như u linh đảo xoay thân người, khuôn mặt hướng đến hắn, vẻ mặt ngạo nghễ ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt u mê, nhưng trong mắt lộ ra một tia khác thường khó mà nhận ra. Tình huống Hàn Lập lúc này cũng không quá tốt, hắn không ngừng thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trên hai gò má ửng đỏ không bình thường. Hết thảy việc này cũng đã nói rõ ràng rằng thủ đoạn bảo vệ tính mạng vừa rồi của Hàn Lập đã rút hết đại bộ phận thể lực của hắn, tiếp theo rất có thể không cách nào sử dụng lại kỹ xảo giống như vậy. Thở ra một hơi thật sâu, Hàn Lập tận lực buông lỏng thân thể, giảm bớt sử dụng La Yên Bộ vừa rồi, nó là gánh nặng không nhỏ đối với cơ thể. Hôm nay hắn chỉ có thể nắm chắc hết thảy cơ hội để cho mình cơ hội một chút sức lực, thì trong vòng đấu tới sẽ có vài phần hy vọng chiến thắng. Hàn Lâm cúi đầu liếc mắt nhìn tay trái đang còn run nhẹ nhẹ, cánh tay này đã hoàn toàn tê liệt, đến bây giờ vẫn chưa có cảm giác, căn bản không cách nào nâng kiếm tiếp. Xem ra việc cố ý khổ luyện kiếm bằng cánh tay trái của mình tạm thời bị phế bỏ, chỉ có thể dùng tay phải còn lại để chiến đấu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cười khổ một chút. Hiện tại hắn thể lực mất hơn phân nửa, không cách nào tiếp tục sử dụng La Yên Bộ ảo diệu. Càng không xong chính là chỉ có thể chiến đấu bằng một tay. Tình cảnh thật xấu đến mức không thể nào xấu hơn nữa. Xem ra chỉ có vận dụng một chiêu cất giấu cuối cùng. Hàn Lập nhìn mặt trời bên ngoài phòng, ước lượng một chút, nghĩ rằng thật ra thời điểm cũng không sai biệt lắm, chính là thích hợp cho việc thi triển chiêu thức này. Hắn lại liếc mắt xem xét đoạn kiếm cắm ở trên tường. Thành vũ khí này xem ra là không có cơ hội thu hồi. Đối phương sẽ không để cho mình một cách đường hoàng thoải mái đi qua rút đoạn kiếm. Hàn Lập trầm ngâm một chút, từ trước ngực lấy ra một kiện vũ khí khác, đồng dạng là một thanh đoạn kiếm dài hơn nửa thước. Bởi vì thước quá ngắn nên nói nó là chủy thủ thì thích hợp hơn một chút. Sau khi thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, thoạt nhìn so với chủy thủ bình thường thì rộng hơn nhiều, cũng sáng ngời vô cùng, bộ dáng sắc bén.
Hà Lầm vẫn để vỏ kiếm một bên, đổi sang cầm kiếm ở tay phải, giơ cánh tay ra, dùng mũi kiếm chỉ xéo hướng đối phương, làm ra vẻ giả bộ tư thế tấn công. Mạc Đại Phu đem hết thảy mọi việc nhìn trong mắt, nhưng không có vội vàng tiến lên tấn công. Hắn thu hai tay sau lưng, thần sắc trở nên hài hòa, dùng thanh âm ôn hòa, ấm áp khuyên nhủ. Hàn Lập, ngươi lần này đến lần khác đều tránh né, đích xác ngoài ý liệu của ta. Bất quá ngươi cho rằng còn có khả năng may mắn như lần trước à? Có thể thoát ra từ dưới trường của ta một lần nữa. Ngươi vừa rồi sử dụng bộ pháp đích thực rất thần kỳ, nhưng thoạt nhìn có hạn chế không nhỏ. Từ góc độ thể lực nhìn ra, ngươi không cách nào có thể thi triển thuận lợi thêm lần nữa. Ngoan ngoãn, đầu hàng đi. Ngươi tất nhiên nhìn ra được, ta không có ý tổn thương ngươi. Làm theo ta nói, có lẽ sẽ không sống như ngươi tưởng tượng đâu. Thái độ của Mạc Đại Phu thay đổi nhanh chóng như tắc kẻ hoa, làm cho thân thể Hàn Lập nổi da gà. Đối phương một hồi thì già là một vị sư phụ tốt bụng, một hồi thì lãnh khóc vô tình. Bây giờ lại nói năng thành thật khuyên mình nên bó tay chịu trói. Thật làm cho Hàn Lập không biết nói cái gì cho phải. Lão cho rằng mình là thằng ngốc, có thể tùy ý trách mắng mình ư? Bất quá đối phương nói những lời như vậy, ngược lại làm cho Hàn Lập thêm vài phần tự tin. Nếu như không phải có lòng kiên kỷ đối với hắn, sao lại dùng loại thủ đoạn ngây thơ này để lừa gạt hắn chứ? Hàn Lập trong nháy mắt đem những ý nghĩ này thấu triệt hết. Hắn thở dài, khẽ khẽ lắc đầu, không nói một câu, dùng đoạn kiếm trong tay hướng đối phương khoa tay múa chân vài cái, tiểu đem hết thảy ý tứ biểu thị sáng tỏ. Gân xanh trên trán Mạc Đại Phu nhảy thình thịch vài cái. Thấy Hàn Lập không để ý tới lời khuyên bảo của mình, ngược lại vũ khí trong tay khiêu khích, tiểu cũng không áp chế được lửa giận trong lòng. Người không biết tốt xấu. Rồi lão đột nhiên bước lên một bước về phía trước, trong miệng lại hung hăng nói tiếp: chỉ xích thiên nhảy. Sau đó cả người chợt thoáng một cái, nhẹ nhàng tiến tới chỗ cách Hàn Lập chỉ mấy bước, giống như là xúc địa đại pháp, làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Hàn Lập phảng phất cũng sợ hãi không nhỏ, vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng đảo lui hai bước để cách xa đối phương hơn. Đoạn kiếm cầm trong tay quảnh ngang trước người, lại biến thành một đạo hàn quang nhỏ, ngăn cản đường đi của Mạc Đại Phu. Tựa hồ hoàn toàn quên mất lần giao thủ trước đã nếm đau khổ. Mạc Đại Phu âm thầm cười lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở đối thủ. Lão đem song trưởng phân chia ra làm hai đường, hướng Hàn Lập tấn công. Đối với hàn quang nọ không để trong mắt. Mắt thấy hai cánh tay màu bạc sắp nhập vào trong kiếm quang, lại thoáng từ đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười này rất sướng khoái lâm ly, tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi tiến vào bẫy dập, tự cười đắc ý. Mạc Đại Phu trong lòng rùng mình, bất giác thế công chậm đi, thân hình ngây ngốc dừng lại vài lần, thì tiếp theo nghe thấy một câu nói lạnh như băng: ngươi bây giờ mới thật là bị lừa gạt, ngươi nhìn xem đoạn kiếm trong tay ta. Nghe được câu nói này, Mạc Đại Phu không tự chủ được hướng nhìn thanh đoạn kiếm, chỉ thấy đối phương không biết từ khi nào đã ngừng vũ động cánh tay, mà xuất ra một tư thế rất kỳ quái. Nửa trên có chút ngửa ra phía sau. Đơn thủ cầm đoạn kiếm nằm ngang bên hông, nửa người còn lại uốn cong hết mức. Bộ dáng cả người quái lạ, như mô phỏng thành một bộ cung tên kéo căng. Mà trong lời nói đề cập đến thân đoạn kiếm, ngoại trừ có việc có chút thanh quang lòe lòe, không có chỗ nào dị thường. Điều này làm cho Mạc Đại Phu có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ đối phương bày ra một cái tư thế quái dị như vậy? Hơn nữa lời nói dối, lừa gạt, chính là muốn nhiễu loạn tâm thần của mình để chớp lấy thời cơ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Đại Phu có chút buồn cười, không khỏi muốn mở miệng cười nhạo đối phương vài câu. Nhưng chợt thấy cả người Hàn Lập vụt bay về phía trước, giống như bị cây cung mạnh mẽ bắn ra, hóa thành một mũi tên nhọn từ đối diện bắn tới. Thế tới cực nhanh, làm cho vẻ mặt Mạc Đại Phu không thể nhịn được mà biến đổi. Mạc Đại Phu vội vàng đem hai cánh tay đã tách ra hướng giữa hợp lại, định dùng bàn tay kẹp chặt mũi kiếm đối phương. Đã thấy đoạn kiếm đối diện nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, huyễn hóa tạo thành hơn 10 lưỡi kiếm sắc nhọn từ các phương vị bất động, thật giả khó phân biệt đâm thẳng tới. Mạc Đại Phu hừ lên một tiếng, trong lòng đánh giá Hàn Lập thấp vài phần. Trước mặt cao thủ như lão, sử dụng chiêu lòe loẹt là không thực chất, không phải là đi tìm chết sao? Lão liếc mắt một cái có thể nhìn ra được vị trí mũi kiếm chân thật. Vì thế lão trợn trừng hai mắt nhìn thật chuẩn vị trí đó, đồng thời chiêu kiếm hai tay không đổi ngược lại còn nhanh hơn, và với ý đồ một chiêu đánh nát lưỡi kiếm sắc bén này, làm cho đối phương tay không chịu trói.